Xin chào bạn đã quay trở lại với Mark One. Nếu đây là lần đầu các bạn thấy mình trên channel của Mark One thì mình là Minh Hiếu. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về chiếc MacBook Air M1 2020 mình đã có trên bàn đây. Mặc dù nó đã hơn 1 năm tuổi rồi, thế nhưng ở thời điểm hiện tại mình đánh giá đây vẫn là một trong những mẫu laptop tốt nhất trong cái phân khúc 23 triệu đồng. Vậy nó tốt ở điểm nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu nhé. Điểm đầu tiên mà mình rất thích trên chiếc MacBook M1 2020 này đó chính là sự nhỏ gọn của nó. Với cân nặng chỉ 1,2kg, mình có thể thoải mái đem chiếc laptop này bên người và đến bất cứ đâu. Ví dụ như là từ nhà đến trường này, xong rồi từ trường đến công ty, rồi lại thi thoảng ra quán cà phê ngồi để làm việc các thứ. Vì là dân sáng tạo nên mình không hay ngồi một chỗ, nên việc sở hữu một chiếc máy mỏng nhẹ giúp mình di chuyển thuận lợi cũng là một cái ưu điểm rất lớn. Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng chiếc MacBook M1 2020 này không có quá nhiều sự thay đổi về mặt thiết kế, nhưng mà nó cũng không hề lỗi thời ở thời điểm hiện tại, ít nhất là cho đến khi chiếc MacBook M2 ra mắt. Chiếc M1 mình đang có đây thì vẫn có một chất lượng build rất là tốt đến từ nhôm nguyên khối này, cực kỳ chắc chắn và bền bỉ. Những sản phẩm MacBook đến từ nhà Apple có độ bền khá cao nên anh em có thể yên tâm sử dụng trong vòng 4 cho đến 5 năm tới. Kiểu dáng thì rất sang trọng và lịch sự. Dù anh em là học sinh, sinh viên hay dân văn phòng thì đều rất phù hợp. Hơn nữa, MacBook M1 có rất nhiều phối màu để anh em lựa chọn, ví dụ như là Silver này, Space Gray này hay là màu hồng, cực kỳ nam tính như mình đang có ở đây. Để có một thiết kế nhỏ gọn thì màn hình của MacBook M1 2020 cũng sẽ không quá lớn. Kích thước màn hình của M1 sẽ chỉ là 13,3 inch thôi. Nhiều anh em sẽ cho rằng màn hình 13 inch sẽ là khá nhỏ đúng không nào? Đấy là anh em chưa tối ưu được hết cái diện tích hiển thị của nó thôi. Anh em hãy subscribe ngay channel của Mark One để sắp tới mình sẽ làm những video hướng dẫn anh em cách tối ưu những màn hình có kích thước 13,3 inch trên MacBook nhé. Ok, quay trở lại với phần màn hình trên chiếc M1. Khi mình xem video trên YouTube hay xem phim trên Netflix thì màu sắc và chất lượng hình ảnh trên chiếc máy này hiển thị rất chân thực và sống động, đem đến cho mình trải nghiệm về mặt thị giác khá là tốt. Là một content creator nên mình thường xuyên phải chỉnh sửa hình ảnh bằng Photoshop và thi thoảng là edit video bằng Final Cut Pro hoặc là Premiere. Thì mình rất ưng màu sắc trên chiếc màn hình này, nó có độ chuẩn màu rất cao, chất lượng hình ảnh và màu sắc của video sau khi mình xuất ra và up lên các nền tảng ví dụ như là Facebook này, YouTube này thì đều rất chính xác, không có sự sai lệch về mặt màu sắc. Nói chung từ giải trí làm việc cơ bản thì màn hình của chiếc MacBook M1 này vẫn đáp ứng được rất tốt những cái nhu cầu của mình. Chiếc MacBook M1 mình đang có đây thì sử dụng phiên bản là 8GB RAM và 256GB SSD. Ở thời điểm mình mua thì nó có mức giá khá là cao, đâu đó vào khoảng 24 cho đến 25 triệu đồng. Nhưng ở thời điểm tại, nếu anh em mua chính hãng tại Mark One thì mức giá của em nó đâu đó chỉ vào khoảng 22 cho đến 23 triệu đồng mà thôi. Thì mức giá hiện tại đang là rất tốt rồi. Hiện nay con chip M1 thì cũng đã native, cũng đã tương thích với đa số các ứng dụng phổ biến hiện nay rồi. Có thể kể đến như là Photoshop này, Premiere Pro này hay là After Effects này. Anh em làm các tác vụ như chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video cơ bản thì nó vẫn rất ổn định. Tất nhiên là vẫn xảy ra những hiện tượng giật lag nếu các bạn edit những video có chất lượng 4K trở lên hay là add thêm nhiều layer màu này. Nhưng với nhu cầu ấy thì chắc chắn là các bạn nên chọn những sản phẩm phù hợp hơn. Ví dụ như là iMac M1 này, MacBook Pro M1. Còn nếu nhu cầu của bạn chủ yếu là gõ content này, đa nhiệm với các tab Chrome hoặc là Safari, hoặc là chúng ta chỉnh sửa edit video cơ bản với Final Cut Pro thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng được tốt những điều đó. Bên cạnh đó thì MacBook M1 có một thời lượng pin cực kỳ ấn tượng. Với các tác vụ văn phòng như Word, Excel hay phải làm việc với đa nhiệm thì anh em có thể yên tâm sử dụng chiếc máy này liên tục từ 8 cho đến 10 tiếng. Và khi mình đem theo chiếc máy này ra bên ngoài làm việc thì mình cũng không cần phải đem theo sạc bởi vì thời lượng pin của nó rất là ổn. Một điểm nữa mà mình rất thích trên chiếc máy này đó chính là kể cả khi mình không cắm sạc thì hiệu năng của nó vẫn rất tốt, vẫn rất ổn định. Kể cả khi mình edit video nặng này hay là mình làm các tác vụ văn phòng đa nhiệm với nhiều tab khác nhau. Không giống như những mẫu laptop Windows khác, nếu anh em tháo sạc ra thì hiệu năng sẽ bị giảm đi. Từ đó quạt cũng sẽ hoạt động nhiều hơn này, máy sẽ xảy ra cái tình trạng đó chính là nóng hơn và gây ra tiếng ồn từ quạt. Còn đối với chiếc MacBook M1 thì nó không xảy ra hiện tượng đó chính là nóng lên quá nhiều và cũng không nóng lên ở vị trí kê tay khi mà chúng ta ngồi sử dụng để gõ văn bản hay làm việc. Đây cũng là một điểm mình thấy khá hay bởi vì những dòng MacBook Air thì sẽ không được trang bị quạt tản nhiệt, thế nhưng khả năng tản nhiệt của nó thì vẫn rất tốt. Nghe đến đây thì chắc rất nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi đó chính là tại sao MacBook M1 không được trang bị quạt tản nhiệt nhưng cái khả năng tản nhiệt của nó lại vẫn tốt như vậy. Thì chính bởi vì cái cơ chế tản nhiệt thụ động mà Apple đã đặt trên chiếc máy này.
nó tương đồng giống như những mẫu smartphone hiện nay ấy, là không có quạt tản nhiệt, nhưng cái khả năng tản nhiệt tự động của nó vẫn ở mức tốt, đảm bảo cho chúng ta một cái hiệu năng ổn định khi mà anh em sử dụng. Ngoài những điểm mạnh kể trên thì loa này, webcam hay là touchpad cũng là những điểm mà mình rất rất thích trên những chiếc MacBook. Touchpad thì khỏi phải bàn rồi, khả năng tracking thì rất là tốt, rất chính xác. Và các thao tác khi mình cắt ghép video hoặc là zoom in, zoom out timeline trên Final Cut Pro thì cũng rất là mượt mà. Đối với loa của MacBook Air M1 thì mình có thể tự tin sử dụng để xem phim, nghe nhạc, giải trí mà không cần loa cắm rời. Nó vẫn đem đến cho mình một chất lượng âm thanh rất là hay. Còn về phần webcam, mình nghĩ trên những mẫu laptop Windows anh em sẽ ít dùng cái này. Một phần có thể vì chất lượng webcam trên những mẫu laptop Windows chưa thật sự tốt, hoặc một phần có thể là do tính chất công việc của chúng ta. Nhưng anh em yên tâm nhé, chất lượng webcam trên chiếc MacBook Air M1 mà để học hành này hay là họp online này thì đẹp khỏi bàn luôn. Bên cạnh những ưu điểm đó thì chiếc máy này vẫn còn một số nhược điểm mà mình gặp phải. Ví dụ như là chưa cài được bootcam để chạy Windows, hay bộ gọi tiếng Việt vẫn còn gặp những lỗi nhỏ, và các ứng dụng Office thì chưa được hỗ trợ hoàn toàn. Cơ mà đối với cá nhân mình là một content creator, một social marketing hay phải gọi content trên doc, chỉnh sửa ảnh và edit video cơ bản để up lên fanpage thì chiếc máy này hoàn toàn có thể hỗ trợ được rất tốt những công việc của mình. Chỉ có một lưu ý là với những bạn sinh viên chuyên ngành kế toán thì bộ Excel hiện tại vẫn đang chưa hỗ trợ đầy đủ các tính năng trên M1. Thế nên anh em cũng lưu ý nhé. Còn đối với những bạn là sinh viên truyền thông này, sư phạm này hay là marketing giống như mình thì chúng ta cứ yên tâm làm tiểu luận hay làm khóa luận bằng Word các thứ vẫn rất là tốt và ổn định trên chiếc máy này. Tổng kết lại, MacBook Air M1 2020 là chiếc laptop mình thấy rất phù hợp với những bạn sinh viên chuyên ngành báo chí này, truyền thông, marketing hay những anh em làm công việc giống như mình là một content creator này, digital marketing này hay là social marketing này, cần phải di chuyển thường xuyên để làm việc nhưng vẫn cần một chiếc máy mỏng nhẹ, nhỏ gọn, đảm bảo tốt được hiệu năng. Thì MacBook Air M1 2020 chắc chắn là sự lựa chọn mà anh em không nên bỏ qua. Ok, và đó là những chia sẻ của mình về chiếc MacBook Air M1 2020 ở thời điểm hiện tại. Anh em thấy sao? Hãy comment ở phía dưới để mình biết ý kiến của anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.